Vậy chừng nào hết hả? Rốt mất rồi nè. Ngày này tới nào rồi nè. Mưa tới đây. Đang mưa đấy. Nói là nhổ hết chân Nhi chắc còn qua một chân thôi. Buổi chiều đó mình bay nhiêu 6-7 lít gì ta. Con chăm dầm đồ nó hỗ trợ cũng được. Chăm dầm. Chị em chăm dầm với tình chị em thương báo ấy. Lúc đó cũng chịu diện lắm, cầm bông đi ba đi lại đồ. Xa đâu đến đó cũng được. Chẳng phải như chị uống cách nào uống cách đó cũng được. Ép nhoi, lập tức ép nhiều nhoi. Không phải như tình kiểu đến em phụ anh ba đó. Chị này nó lắng mất không mà. Xong cái buổi sau xuống ấy, anh dì của anh ta nữa. Tôi tách việc giữa chồng đời. Việc gì cũng được. Tôi không biết gì nữa, thao rau hả? Bỏ cuộc. Mà cỡ từ đấy anh ấy không còn xuất hiện trên kênh nữa. Không biết quốc bằng tay mày đuối vậy. Sao rồi? Hết chuyện á. Ủa nãy giờ tao kiếm mày thiệt là lâu. Chi? Mang nặng một cục tiền mà không biết đưa ai. Đồ má bán xì kì nửa ngang quá ngang chừng. Đưa đâu mà? Đưa đủ ăn. Nửa. Hơn nửa một chút. 4 triệu rưỡi mà. Đưa 4 triệu ấy. 4 triệu ấy? Ừ. Còn 3 triệu rưỡi 20 ngày sau bán lúa à. Tự nhiên giờ tháng cục tiền ở ông bóp. Quá tiền đâu lại ta nữa chứ. Mừng mừng đang mừng mừng. Ông kêu đem xuống đưa dùng bán nó chuẩn trắc. Đó mưa mất hồn. Nhiều gơ thì là giờ nó lên nữa này. Nó nở, có mấy cái nở luôn rồi kìa. Trời chị già túng bông à. Thì già. Vô chị già ơi. Mưa nha. Mấy? Bạn nghi là bùng tay không? Mấy. Bạn chơi xe đâu em? Xe nào? Em ba xuống xe gì? Cởi ông Hiên. Nãy giờ còn mưa. Chờ chút cần còn mấy chú trai nãy xem con đưa luôn cho đỡ mấy công. Rớt mưa trâu mất. Nãy rớt bụm bụm mà không phải tiếp. Giang. Nhi kêu nhô cho mình chút coi. Hụt. Làm xe đi chút. Sao chút xong ra một câu hỏi nó sao sao quá không? Cái hồi anh đi đây là không có gì đâu. Là mưa đi. Chứ giải nữa nè. Mười. Rốt mẹ. Kêu mà sao quá á bà. Trời mà vô không thấy đâu á. Nghe tiếng mà. Mà cũng có chậm chậm. Thôi mà chút. Chúc 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 chúc. Bay 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 bay.